Hey what YouTube, welcome back to my channel. Chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tìm con mèo. Con mèo đây không? Nó chạy mất rồi. Đây. Con mèo đâu? Đó, mình thấy nó rồi đấy. Ok. Nhặt rau. Có duyên. Cái cây hoa hồng này chắc phải mấy tháng nữa nó mới to à? Không biết nó sống được lâu không nhỉ? Nhưng đâu? Nói trước bước không qua. Thế đi mua mẹ về. Sao mày biết? Thằng quay đông nó cũng bán. Mẹ thằng quay đông giờ nó có làm gì, nó đi mẹ lên Yên Bái nó bán cây gì kìa. Ừ. À Toán bảo mẹ cái thằng khoai nó ngu, giờ nó rúc đầu đến cái vùng núi thì chắc làm ăn cũng được. Vợ nó học đại học nông nghiệp ta mà, học viện nông nghiệp ta mà. Ác đấy chứ nhỉ. Tán được con ác đấy. Mà cái thằng quay đông nó cũng dẻo mồm cơ. Còn đéo nữa nó chả tán. Ơ cái cành ở đây nó cũng sống này. Ở ngõ có à? Ta đi dạo một vòng. Kìa có cái không xiêm. Ngoài này khá là nhiều cây. 2 cây. Cái này ớt nhá. Ớt. Đây, mình khá là nhiều cây này. Các bạn xem cây chuối. Đó. Chưa. Đi một vòng nữa. Đây mấy cây xanh.